Đó. Vô rụng rồi các bạn ơi. Ồ à, nặng quá ha. Nặng ha, cái này tại nó dẻ em. Nè các bạn, nó dẻ, nó cứng lắm và nó rất là chắc luôn nha các bạn. Cái này là cái phân mình ủ hồi đầu năm đó các bạn. Thì bây giờ nó cũng lâu rồi, phân quỷ ha. Mình rồi rút kinh nghiệm mình trồng hơi sâu sâu chút xíu. Rồi hổm mình trồng nó hơi bị ở trên đó anh. Nó hơi lung lơ quá. Đây các bạn, thì cứ mình có lá thì mình cứ cắt nhỏ nhỏ này mình thả vô đây ha. Thì mình trồng xong rồi các bạn, thì mình phải tưới nó liền ha. Lâu lâu mình một ngày chắc phải tưới 2 lần anh hả? Ừ. Hello bà xã, bữa nay mình ra đây mình làm gì đây? Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình ra vườn để thu hoạch một mớ bắp cải tím các bạn. Cải nồi tím á, hôm nay thấy nó lớn quá rồi thì mình thu hoạch luôn. Sẵn tiện mình có mấy cây cải bông cải trắng mới mua. Đây các bạn, cái bông cải trắng này mới mua về ha. Cái này mình trồng mùa thu, mùa đông mình nó thu ra ra qua được không? Dạ, thì tại vì cái này nó chịu lạnh cho nên lúc này thì cũng đã hết mùa hè rồi, bắt đầu chuyển sang gần tới mùa thu cho nên mình nhổ cái bắp cải tím và mình trồng cái này xuống luôn các bạn. Ừ. Và mình xử lý đất và mình trồng ngay xuống luôn. Đúng là các bạn, tại vì ở Vancouver này á, mùa đông á có nhầm khi nó không có sẽ xuống âm ha, cho nên mình trồng được. Dạ, thì cái cây này nó chịu được lạnh cho nên mình trồng mùa rụi nó có lạnh chút xíu là khoảng dưới 10 độ thì mình nghĩ nó vẫn còn sống, còn và có bông được ha. Ngoại trừ khi nó đừng có xuống âm mà nó đông đá hết, đông đá là anh còn lạnh còn chịu không nổi mà anh cây sao cho nổi. Thì đây là cái cải nồi tím thì mình trồng hôm nay cũng lâu lắm rồi. Mà có một lúc là nó quá chật chội cho nên nó không có thấy nó lớn. Từ lúc mà mình thu hoạch mấy cái kia nó trống trải thì thấy nó lớn được xíu. Nè, đây các bạn để quay sát vô ha. Trường hồng nó chắc, rất là chắc luôn á. Cái loại này thì thường là mình trồng gỏi cũng được nhưng mà phải trộn với bắp cải mềm kia ha. Nếu không một mình nữa thì nó cứng. Mình có mấy bắp tất cả em? Một cái lớn, hai cái, okay, lớn. Ba, bốn, năm. Okay. Thì bữa hổm như mình trồng tới 6 cây nhưng mà nó bị hư một cây rồi cho nên còn lại 5 bắp ha. Thì bữa nay mình thu hoạch hết luôn và mình sẽ trồng cái này xuống. Mình trồng nó ngay chỗ này luôn ha. Dạ, thì cái này thì bữa hổm là mình trồng cái bông cải xanh rồi với một ít bông cải trắng nè. Mốt mình làm nguyên cái vườn này là bông cải hết luôn các bạn. Ừ. Rồi mình làm gì nữa em, mình sẽ chính là nhổ dưa leo lên luôn, bỏ luôn các bạn. Tại lúc này trời cũng bắt đầu hơi lạnh lạnh rồi thì những cái dưa leo nó không có lớn nữa, với lại nó bắt đầu tàn rồi, thôi mình bỏ nó luôn. Đây, hôm nay mình sẽ thu hoạch cái này nè các bạn. Nè, cải tím ha, là cải nồi tím. Bên đây thì cũng có bán cái này loại của Tây ha, hơi cứng xíu. Nhưng mà cái này mình sắc mỏng thì trộn gỏi hay ăn sống cũng được nha các bạn. Đúng rồi các bạn. Bữa nay mình cắt rồi cái lá mình sẽ làm phân luôn ha. Dạ, mình sẽ làm phân và mình sẽ trồng xuống ngay luôn. Đây, cắt đi. Đó, vô dòng rụng rồi các bạn ơi. Nặng quá ha. Nặng ha, cái này tại nó dẻ em. Nè các bạn, nó dẻ, nó cứng lắm và nó rất là chắc luôn nha các bạn. Ok, một cái đó. Trái này là trái bự nhất. Nè các bạn, thả không? Trái này trái dừa dừa. Dừa dừa, nhưng mà cái nhỏ nhỏ như thế này thì vừa ăn hơn ha. Cái này nấu nồi cháo gia đình mình ăn được rồi. Dạ, mình trộn gỏi cũng được ha. Thì cái này mình cắt mỏng chút xíu, thì nó hơi cứng á. Cái bông cải tím này là lần đầu tiên mình trồng ha. Dạ, đây cái nhỏ nè anh. Bữa nay sao nó nghe mùi mắm quá ha. Anh mới tưới còn nói nữa, xã mình mới tưới phân cá. Đúng rồi các bạn, là sáng nay mình ra mình quậy phân cá, mình tưới. Đây là chắc là cũng như là tưới là lần cuối cùng lần cho cuối năm cùng này luôn ha. Dạ, thì đó, cái rau này thì chỉ bây giờ thì phải tranh thủ trồng những cái loại mà chịu lạnh các bạn. Giống như su hào nè, rồi bắp cải nồi, hay là bông cải xanh, bông cải trắng rồi, những cái đó thôi ha. Còn những cái rau cải khác thì không trồng được nữa rồi các bạn ơi. Hồi sáng mình tưới phân cá, trời ơi, rùi nó lợi quá trời luôn á các bạn. Nhất là Aiden nó nói, cha ơi, cái vườn của cha hôm nay nó có cái mùi thúi quá. Đây, cái này cái cũng hơi bự thôi chứ chưa bự như trái đậu ha. Cái bự thứ hai. Bự thứ hai. Cũng rất là đẹp ha. Đây các bạn. Còn cái cuối cùng sao? Cắt luôn. Cái này cái nhỏ nhoi nè. Này là nhỏ nhất. Nhưng mà hình như còn hơi non á, mình cắt hơi sớm đúng không? Ừ. Cái này là mùa đông, nếu mà mình muốn trồng lại đó, mùa thu á mình trồng cũng được đó không ta? Bây giờ thì tới ông nông dân xử lý đất các bạn. Đây là công việc của ông xã mình. Không, cái gì mà nó nặng là ông phải làm không? Thì bây giờ thì cái chỗ đất mà nãy mình hái ba cái bắp cải đó thì ông xã mình sẽ xới lên và sẽ lấy những cái rễ ra để trồng lại cái bông cải ha. Đúng là các bạn, trước khi mình xới lên mình phải dọn cái dưa này sạch ha. Thì dưa leo em thấy hình như là còn cái dây cuối cùng mấy bên kia đó, em thấy còn cái nụ nó bò lên hàng rào đó, mình để lại không? Thôi cho đi luôn đi cho nó sạch.
Để vậy? Mình thu hoạch trước đi hả? Hả? Có để thu hoạch không? Để coi. Đây nè, trời ơi, thì nhiều quá nè. Cái dưa này nè các bạn, mình thấy nó bò lên đây rồi, thấy vẫn còn trái. Thấy không? Ồ nè. Wow. À, đây nè các bạn. Đó. Ở bên kia nữa nè. Bên kia nó bên đằng nào nữa kìa. Anh có em đấy, các bạn. À, nó qua nhà hàng xóm nó chơi rồi, nó có trái bệnh luôn. Wow. Rồi. Quá wow, dài quá. Non chèo luôn à, ngon lắm. Còn hết. Chắc hết rồi qua. Dù cũng hơi ủ một xíu các bạn, nhưng mà thôi nó cũng sắp hư rồi, thôi mình dọn luôn, đặng mình cầm khác cho một lượt ha. Hôm nay nói dọn mấy lần rồi mà không dọn. Ô, có anh em. Gì á? Rồi đất ơi. Ở đây có cái trái nó kẹt cái hàng rào luôn nè các bạn. Thấy không các bạn? À, các bạn mà nhốt ở trai trong nhà không cho ra nó bị bí vậy đó. Cái này bí là hết ra luôn rồi nè. Trời ơi, wow. Luôn, chắc dính ra luôn rồi. Dính rồi. Này chắc nó thành khung cái đó luôn rồi. Để mình coi rồi. Cứng ngắt rồi. Cứng ngắt luôn. Hôm nay chắc cắt ra bỏ. Ok, nó dính hàng rào luôn đây các bạn ơi. Là nó nhỏ quá, y nó. Đẩy với mạnh kìa. Đó. Ra đó. Wow, nó chui vô trong luôn. Trời ơi, nó chui luôn, tội nghiệp nó quá vậy. Nó chui vô trong luôn. Đó. Kéo lại. Rồi. À, các bạn. Cho nên đừng có nhốt người ta trong phòng đúng không? Mà đặc biệt là phòng chặt á. Nghe không? Wow, nó dướng vô đây luôn, dướng nó chui luôn, nó mấy chui luôn nè. Nó chui lên đây luôn, thôi kệ đi. Đây nữa nè, đây cũng có mấy cái trái nhỏ nhỏ thôi, mình hái luôn đi ông xã. Thôi mình cắt đi, mình kéo. Cái trái nhỏ nhỏ nè các bạn, mình hái vô mình lạc dưa ha. Ở đây những trái dưa non nè các bạn, còn những cái trái nhỏ nhỏ nè. Nhưng mà nếu mình có cái nhiều trái như thế này á các bạn, thì mình làm dưa muối. Ồ, rất là giòn ngon luôn á nè. Nụ luôn á. Đó, là ăn giòn lắm. Thử coi. Cái này dục luôn hay sao? Đụng đụng à. Wow. Đây ảnh nè, thử không? Đây, cho anh trái nhỏ à. Toàn dưa. Giòn ngon ngọt không? Ngọt. Cái mùi vị này không biết mấy người dưới quê mới có. Hồi xưa mình đi ra ngoài vườn á, có mấy trái dưa lưa hay hái. Có gì ăn mà tại chỗ nó ngon. Hái xong rồi ăn sống vậy đó, một chút đưa đó bụng. Ngon anh hả? Giòn đúng không? Các bạn, đồ trái bự bự ha. Cái này mình hái vô để làm dưa luôn. Chết rồi, ăn thả chút. Bây giờ thì nhổ hết dưa rồi nè các bạn. Thì dọn dẹp sạch sẽ chút xíu rồi xã mình sẽ cuốc và xới nó lên ha. Bây giờ thì ông xã mình cuốc nó lên. Rẻ nhiều. Ông xã nhìn giống ông nông dân thiệt luôn á. Giống không? Thì sao không lấy cái nón tay bèo hay gì đổi lên nữa, nhìn giống nông dân. Ở đây ở Canada này muốn làm nông dân cũng không có được đó các bạn. Phải cần rất là nhiều thời gian mà còn phải cần sức nữa. Sức dữ như thứ hai nữa cũng phải đam mê các bạn. Đam mê. Thì mình mới làm. Tại vì anh cuốc có mấy cái mà nó mệt quá trời quá đất. Trời ơi, phải cuốc có chút xíu. Các bạn thấy không, rễ rất là nhiều luôn á, mình phải lấy cái rễ nó lên ha. Mình cuốc như thế này nè các bạn, có hổm mình ăn ba cái vỏ tôm này mình bỏ dưới đây nè. Giờ mình cuốc là mình thấy vỏ tôm các bạn thấy không? Mình ra đất nó tơi xốp và nó tốt hơn. Xới chút mệt chưa? Chắc anh nghĩ dòi cái ấy này qua quá. Dòi gì? Cái nho. Thôi kệ nó, làm em nó luôn đi. Nho mà trồng vô trong cái khung này, tại như rễ muốt nó chằng chịt luôn, cái không trồng gì được hết. Bây giờ thì ông xã mình quyết định là đem cái cây nho ra ngoài đây các bạn, là tại vì để đây sợ nó ăn cái rễ là hết luôn cái miếng đất này, không có trồng rau được nữa. Tại vì cái cây nho này nó rất là khỏe đó, khi mà lớn cái gốc nó to lắm thì sợ nó ăn hết cái rễ vô cái miếng đất này. Ông xã mình đạo này để trồng cây nho xuống đây. Này là dòi là cho nó thoải mái mà phát triển luôn. Dòi lần này là lần thứ ba rồi. Dòi hoài đứa cây không có trái luôn. Nó đang có trái anh dời, nó bị hư không vậy? Chắc hư rồi, mình thu hoạch trái luôn đi. Chưa mà, nó thì nó chua dữ lắm. Còn khi nào nó chín thì mới bắt đầu là ăn được hay các bạn. Giờ nó chua dở mang lắm. Chứ giờ không ấy nó cũng ấy à. Mình ăn chua còn hơn không có ăn. Vậy là nó héo luôn á hả? Ổn vậy ta?
Rồi là cười lấy trái dưa rồi các bạn. Hay. Trời ơi dưa khủng luôn á. Cái đâu bự dữ vậy ta? Mà dưa khủng nè. Vàng luôn nè. Cái này là không thấy mình kéo lên cái đó. Nó nằm ở mấy dưới á, cho nên nó đứt. Nhưng mà ủa nó có cái cây dưới nữa hả? Hả? Nó có cái dây dưới hay là nó lọt xuống? Thì cái dây á nó nằm dưới mình nãy kéo lên nó. Ồ, là cái dây nó lọt xuống dưới đó các bạn, xong rồi nó có cái trái mình không thấy nó bự vậy luôn á. Phải nó già một chút nữa. Thành cái dưa khủng. Chắc để giống được luôn á. Phải để chừng ít bữa nữa thì giống được. Hồi năm ngoái thì mình nói là mình về quá trễ cho nên không có nhiều trái. Ồ, có bạc hà ở đây nữa nè. Phải bạc hà không? Ừ. Nó chui vô đó nó hết lớn nổi luôn. Mệt quá ha. Cuối cùng thì không có bỏ chánh giữa được mà phải bỏ mấy bánh mâm vậy các bạn. Có bỏ đất em không ạ? Bỏ vô cái này nó chết rồi. Cái này là cái phân mình ủ hồi đầu năm đó các bạn. Thì bây giờ nó cũng lâu rồi. Phân quỷ ha, có vỏ tôm, có rau rồi lá cây, rồi đất. Mình ủ, bây giờ mình đổ ra, mình trộn chung với đất này thì mình trồng sẽ rất là tốt luôn á. Cái này là bữa đi cào sò nè không? Cái này là bàn cào Trương Bắc Giới. Rất là hữu dụng. Làm đủ thứ luôn các bạn. Cào sò cũng được ha, rồi cào đất. Làm tươi đất ra, bằng đất lại. Cái cũng như ở bên Việt Nam có cái bừa vậy đó. Người ta đi bừa không? Cái này bừa bằng tay đúng không? Đấy, biết các bạn biết cây bừa không? Cây cài không? Ở đó dưới quê là người ta dùng trâu, người ta bừa, người ta cài. Giờ chắc hết rồi ha, giờ nó dùng máy hết rồi. Ở đây thì hai vợ chồng mình dùng người. Ở đây không có trâu cho nên anh thế con trâu. Đây, có ông nông dân thế con trâu các bạn. Làm chút, đổ mồ hôi. Con trâu nó làm nó không biết la, nó than, chỉ có người bị than thôi. Làm có 10 phút thôi rồi, than thấy ghê lắm. Bạn bây giờ thì cái đất đã xong rồi không? Bà xã mình sẽ làm tươi ra một chút xíu nữa thì có thể trồng được rồi. Thì mình bóp ra cho nó tươi ra, chứ thằng cho nó nhuyễn nhuyễn ra các bạn. Thì nó dễ, nó tốt hơn ha. Hồi nãy ông xã mình đổ chút xíu phân hữu cơ mình tự ủ á. Mình ủ như thế thì nó lâu như vậy nó mục, thì nó dễ tốt hơn. Với lại nó đỡ không có bị hôi ha. Thì mình trộn chung với lại lá cây nè, với đất nữa, với vỏ tôm rồi đó. Thì các bạn cứ như cái đồ lá, đồ phân hay là những vỏ tôm cá đâu đó thì cứ trộn với đất bỏ vô trong cái thùng ha, mình để đó chừng tháng nào có thể mình trộn nó được rồi, nó sẽ mục á. Nói chung là mình để càng lâu càng tốt ha. Hôm nay thì mình ủ cũng được 3-4 tháng rồi anh hả? Cho nên nó rất là mục, nó rất là tốt luôn. Trồng đồ mà cái phân đó trồng đồ rất là tốt luôn ha. Rồi bây giờ thì mình trồng ha. Mình trồng xong cái mình cắt mấy cái lá cây cái mình bỏ lên trên nhỏ 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 đó. Cái này đây là bông cải trắng đó các bạn. Bông cải trắng này. Cái này thì nó chịu được cái lạnh ha. Thường thường này thì ở đây nó có mấy cái tiệm á, nó bán cho mình trồng mùa thu ha. Cho nên bữa nay mình đi mình gặp mình mua liền. Thì cái này á mình cần trồng nó rất là thưa, tại vì cái tàn của nó bự lắm. Mình rồi rút kinh nghiệm mình trồng hơi sâu sâu chút xíu, rồi hổm mình trồng nó hơi bị ở trên á anh, nó hơi lung lơ quá, gió thổi nó bay ha, đừng nó sát cây bên kia chứ không. Cái này mà mai mốt nó có bông á, nhìn nó đẹp lắm, giống như là hộp sòn các bạn, mình kêu hộp sòn các bạn. Hộp sòn phải được trồng ra hộp sòn đỡ quá. Hơi gần quá không được ha. Xích qua bên kia chút cũng được. Rồi được rồi. 6 cây ha. 6 cây thì mình trồng 2 hàng. Vào mùa này thì đi mua mấy cái cây ươm sẵn này cũng hiếm lắm các bạn. Ít chỗ bán lắm. Ít lắm. Với lại bây giờ nói chung cũng đâu có ai mua đâu, đúng không? Chỉ có mình tại mình thích trồng á thì mình mua thôi các bạn. Chứ đa số giờ cũng có tài trồng nữa đó. Đa số người ta trồng mùa hè xong cái mùa thu xuống cái người ta không trồng nữa. Nghỉ ngơi. Nhưng mà hai vợ chồng mình hy vọng là trồng qua mùa đông luôn, nếu mà ở đây nó không có tiết xuống. Mong như thế nhưng mà chắc không được quá các bạn ơi. Tại vì nói chứ mùa đông nó không có lạnh, không có tiết đi chăng, ít tiết đi chăng nữa thì nó cũng đông đá ha. Ban đêm thì nó cũng đầu âm ha.
ở mùa ở nhưng ở ở Vancouver này có thể các bạn, tại vì ở đây nó không có lạnh dữ. Để mai mốt mình chắc mình định sẽ mua một ít su hào đó các bạn, trồng nữa tại vì đó nó chịu được cái lạnh ha. Đây các bạn, thì cứ mình có lá thì mình cứ cắt nhỏ nhỏ này mình thả vô đây ha. Nhất là mấy cái bắp cải thảo đó các bạn, mà cái lá nó rất là mau phân bỉ. Bữa hổm mình bỏ cho cái chỗ bạc hà đó, hôm nay trời nó mục thành phân rồi, cho bạc hà của mình thì rất là tốt luôn á. Cái này cuối mùa cái mình không có trồng nữa đó các bạn, mình thu hoạch á thì những cái lá này mình cứ dục nguyên lên trên cái vườn rau của mình đi ha. Thì cái sang năm á, cái mưa gió rồi đó nó mục á, trồng rất là tốt luôn. Không cần phải, không những là lá với rau cải dạ các bạn, các bạn như đồ mình nấu trong nhà như là cá, đầu cá, mang cá, vỏ tôm, các bạn cũng trộn vô đây được hết ha. Vỏ trái cây hay là trái cây hư cũng được các bạn, mình có thể nói chung là rác nhà bếp đó. Rác nhà bếp, nhưng mà mấy cái đồ mà loại mà tức đồ ăn như cá đồ thì các bạn phải chôn xuống ha. Nếu không thì nó sẽ mời mấy cái con sóc, con chuột hay là con nhĩ loại nó tha tùm lum đi, hay là chim quạ đồ á. Cho nên mình phải chôn xuống. Dạ, hoặc là các bạn ủ giống như mình ủ hồi nãy á. Thì khi mà mình trồng á, mình bỏ lên thì rất là tốt ha. Là không có bị những cái con đó nó phá. Là nếu mình có cái đồ mình ủ thì nó tốt hơn. Với là nó không bị hôi nữa ha. Thì mình trồng xong rồi các bạn, thì mình phải tưới nó liền ha. Lâu lâu mình một ngày chắc phải tưới 2 lần anh hả? Chứ là mình phải trồng mình lựa cái trời nó không có nắng như vậy nè các bạn, hay là trồng khi chiều xuống á. Chứ đừng có trồng lúc buổi sáng ha, vậy đó mình trời nắng gắt á thì nó sẽ bị héo ha. Dạ, nói chung là mình trồng buổi chiều á thì nó tốt nhất ha. Hoặc là trời ưu như thế này á, thì cây của mình nó phát triển sẽ dễ hơn. Chứ mình trồng ngay trời nắng á, xuống thì héo cái nó hư luôn rồi các bạn. Đặc biệt là mấy cái cây mà mình mới vừa ươm nó nhỏ xíu đó. Với lại mình tưới dậy đảm ẩm hoài á, thì những cái lá cây hay là những cái rau củ mà mình dục ở trên đây nó rất là dễ phân hủy ha. Cái này trồng chắc cũng khoảng 4 tầng, 6 tầng. Hay là 6 tầng đến 8 tầng mới có trái, có bông không? Nhưng mà không biết là có khi nào lạnh quá thì nó ngừng không ta? Thì cái này chắc còn khoảng, mình nghĩ chừng khoảng 3-4 tầng nữa là bắt đầu có rồi đó nghe. Có thu hoạch luôn rồi đó. Wow, mình lấy cái dây dưa xuống rồi nó cống ha. Dạ, mình dọn cái dây dưa đi rồi nè các bạn, nhìn nó cống tải. Với lại mình tranh thủ đó, mình dọn bớt cái nào mình không có, nó không có trái á. Thì tới mùa xuân á thì mình đỡ cái thời gian để dọn dẹp hơn ha, cực khổ hơn. Có nhiều bạn hỏi sao cái vườn mình không có cỏ ha, nó có rất là có nhiều cỏ các bạn, nhưng mà phải nhổ nó mới hết ha. Dạ đúng rồi, mình phải chăm sóc rồi mình nhổ nó, với lại những cái lá úa đồ á là mình tỉa cho nó sạch sẽ gọn ghẽ ha. Chứ thì ở đây cỏ cũng nhiều lắm các bạn ơi. Chứ không phải tự nhiên mà nó không có cỏ. Có thể bạn mua thuốc hay là mình diệt cỏ, nhưng mà đừng ha. Cái đó thì là mình diệt cỏ thì khi nó đụng ra đồ ăn cũng không tốt đúng không? Nhổ là thượng sách. Với lại nó vui nữa các bạn ơi, mình đi làm hoài mình không có vận động á, mình ra ngoài mình làm ở đây mình vận động một chút xíu, có cơ hội để vận động. Chị thì sao là mệt. Mà làm thì phải mệt rồi, phải than rồi, cái đó là tất nhiên ha. Nói thì giỏi các bạn, nhưng mà mỗi lần làm chút xíu là than mệt quá, mệt quá. Với lại mình than vậy cái có cà phê hay là nước ngọt rồi uống. Thôi mệt, chậm nữa. Rồi xong rồi các bạn ơi, đây là cái thành quả bữa nay hai vợ chồng mình thu hoạch được ha. Hôm nay hai vợ chồng nông dân mình thu hoạch được 5 cái bắp cải tím các bạn. Đây các bạn. Và ít dưa leo cuối mùa. Đây. Dưa leo hết luôn rồi đó, hết không là... còn nữa đâu ha. Mình đã phá cái vàng dưa leo luôn rồi ha. Đây, bắp cải từ nhỏ tới lớn rất là xinh ha. Dạ, bắp cải này được cái là rất là chắc và ngon rồi các bạn. Mà sao đặc biệt sâu nó không thích ăn này hay sao, nó còn yên nguyên luôn á. Hay là tại vì mình trồng ở trên đó không có bà chặn ha. Tại nó cứng quá. Và đặc biệt á, hôm nay vợ chồng mình muốn chia sẻ là cái cách là xử lý đất sau khi mình thu hoạch và trồng lại những cây khác ha. Mình trồng liền luôn các bạn, không có đỡ tốn thời gian mà chờ đợi ha. Rất là xinh, rất là đẹp ha. Cái này là làm gì ăn ngon ta? Cái bắp cải này á, thường là mình cắt mỏng xong mình trộn gỏi gà xé phai, hay là mình cắt mỏng mình ăn sống, hay là ăn bún riêu đồ các bạn, mình bỏ vô cũng rất là ngon ha, mình đẹp mắt nữa. Không thích gà chạy bộ xé phai nấu cháo không? Thôi, gỏi không có thích nữa, mệt rồi. Gỏi cái nồi ha là ngon số dặn.
Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình ha. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Có ai muốn ăn bắp cải không? Có anh nè. Đây các bạn nhìn ở đằng xa không? Cà tây nó chín quá trời luôn là cà.